Chồn hương nuôi bao nhiêu lâu sẽ lên giống? Thời gian mang bầu của chồn mẹ. Bao nhiêu ngày tuổi có thể tách trồn baby ra khỏi mẹ? Đó là nội dung chồn hương Cần Thơ muốn chia sẻ kinh nghiệm với bà con mới nuôi chồn hương. Vui lòng đăng ký kênh chồn hương Cần Thơ để theo dõi các video mới nhất. Xin kính chào bà con. Trong quá trình khởi nghiệp nuôi chồn hương, điều chúng ta mong mỏi nhất là chờ đến ngày chồn hương động dục, mang bầu và sinh sản để có kết quả sau thời gian nuôi và chăm sóc. Thông thường, loại chồn hương giống trung bình con cái nặng khoảng 3 đến 3,8 kg một con và con được khoảng từ 4 đến trên 5 kg. Con cái sẽ có thời gian lên giống từ tháng thứ 10 trở đi, tính từ khi mới sinh ra. Con được có thời gian lên giống từ tháng thứ 12 hoặc thậm chí là tháng thứ 17 trở đi. Đối với trồn lai, thời gian lên giống sẽ lâu hơn, có độ trễ so với giống trồn trung bình khoảng 5 đến 7 tháng. Bà con lưu ý, khi trồn cái bắt đầu lên giống, chúng ta không nên vội cho phối giống ngay, mà có thể bỏ qua 2 hoặc 3 kỳ lên giống hãy cho phối. Như vậy, phẩm chất con sinh ra sẽ phát triển tốt hơn, con baby sẽ cứng cáp hơn, hình hài lớn con hơn, sức đề kháng và tốc độ sinh trưởng, phát triển sẽ tốt hơn. Đối với trồn đực, thời gian lên giống thường có độ trễ khoảng 5 tháng trở lên so với con cái cùng tháng tuổi. Thời gian trồn đực lên giống mất khoảng 5 đến 7 tháng. Biểu hiện lên giống của trồn đực phổ biến nhất là ăn ít đi, sụt kỳ thấy rõ. Ban đêm quậy hơn, có phát ra tiếng kêu, thường có biểu hiện cả bộ phận sinh dục xuống dưới sàn chuồng, tư thế đi lùi và miết bốn bàn chân xuống sàn chuồng, nhìn giống với vũ điệu múa ba lê. Hết thời gian 5 đến 7 tháng ốm ngén lên giống, trồn hương được bắt đầu ăn nhiều hơn, thân hình phồng phao, tròn trịa hơn và phát triển số ký. Lúc này, trồn được bắt đầu tập giao phối. Tuy nhiên, trong khoảng tháng đầu tiên tỷ lệ phối cho cái thụ thai sẽ thấp. Một phần do kinh nghiệm phối giống của những con đực tơ này chưa có, nên thường không đạt, hoặc phối ra ngoài, Vậy, phối không đúng bộ phận đã sinh có dục nhiều của cái đẻ. Cái. Kinh nghiệm là cho những con đực tập nhảy với cái hiền, thuần tính hơn và đã sinh sản trên hai lứa khi lên giống. Như vậy, khả năng tập sự phối giống của chồn hương đực sẽ dễ dàng hơn. Trường hợp phối với cái tơ hoặc cái có tính nết hung hăng, giữ quá và hay cắn sẽ làm cho đực mới tập nhảy sợ sệt, mất tự tin và có thể mất khả năng phối giống vĩnh viễn. Ngược lại, chồn hương cái tơ khi phối giống lần đầu tiên, bà con cũng nên cho phối với đực thuần tính trên 3 năm tuổi sẽ tốt hơn. Do đó, khi mua giống, bà con nên chọn trồn được có tháng tuổi lớn hơn cái ít nhất từ 5 tháng trở lên. Như vậy, khi cái tơ đủ kỳ phối giống có thể phối kịp với được trên. Sau một hoặc hai ngày phối giống, bà con nên tách cái ra khu vực nuôi sinh sản để theo dõi thời gian mang bầu và chuẩn bị cho kỳ sinh. Thông thường, trồn hương mang bầu trong khoảng thời gian là 60 ngày. Ở tuần cuối cùng chuẩn bị sinh sản, chúng ta nên chuẩn bị ổ đẻ cho trồn hương để trồn hương làm quen với ổ đẻ. Trong thời gian mang bầu và nuôi con cần hạn chế tối đa người vào, Đặc biệt là tiếng ồn, tiếng động bất ngờ sẽ làm cho chồn hương bị căng thẳng, sợ sệt, ảnh hưởng đến quá trình sinh sản và nuôi con. Khi chồn hương sinh sản, trong khoảng 7 đến 10 ngày chồn baby sẽ mở mắt và bắt đầu bò khắp chuồng để khám phá thế giới bên ngoài. Lưu ý, bà con cần kiểm tra kỹ các vách ngăn giữa các ngăn chuồng, đảm bảo không có khe hở để hạn chế việc chồn lớn cắn cụt tay, chân và đuôi chồn nhỏ khi chúng bò, bám vào các khe hở. Như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng con giống. Sau khoảng 45 ngày chồn con sẽ tập ăn cùng với chồn mẹ, nên chúng ta cần sát chuối và thức ăn nhỏ như hạt lựu để tập cho chồn con ăn. Sau 60 ngày tuổi, bà con có thể tách đàn nuôi riêng và có thể xuất bán. Trọng lượng của chồn baby 2 tháng tuổi đạt khoảng 400 đến 600 gram một con là đạt. Trong giai đoạn từ khi mới sinh ra đến khoảng 4 tháng tuổi, chúng ta cần bổ sung thêm vitamin và khoáng chất đầy đủ. Chế độ ăn nhiều lần trong ngày để giúp chồn hương phát triển tốt, vượt qua giai đoạn hay bệnh tật để bứt phá sinh trưởng tốt hơn. Trên đây là một vài chia sẻ về kỹ thuật nuôi trồn hương, kính chúc bà con nuôi thành công.